Quý vị ơi, bây giờ Cúc sẽ mời quý vị bước vô trong cái giống như một cái siêu thị gì đó, mà cái nơi mà người ta nói là sản xuất chè thành công nhất của Thái Nguyên ở đây, là hợp tác xã thành công nhất này là chè Hảo Đạt, Tăng Cường Thái Nguyên nè quý vị. Thì bây giờ Cúc sẽ bước vô bên trong cửa hàng coi người ta trưng bày như thế nào đó, cái cảnh chè của Thái Nguyên mà cái nơi mà gọi là hợp tác xã thành đạt nhất ở đây. Thì Cúc sẽ mời quý vị vô đây nha, chè Tăng Cường. Đây, bây giờ vào, bỏ đôi dép ra. Đây, rất là đẹp luôn. Chị Đinh, mời quý vị xem ảnh giới thiệu nha. Thì là chị Đinh này chỉ một cái nó này thôi. Yeah. Cái chè tôm của mình thì thường thường là chè tôm là chỉ được đây, hái như này. Yeah. Một tôm, một lá. Là một lá non với một đấy, lá kế bên. Đấy, là hai lá tôm. Đó, chè tôm. Một tôm nõn. Yeah. Còn chè móc câu thì mình phải hái như này. Hái làm ba. Đấy, chè này nó tốt thì hái như này. Còn thường thường câu, nó chỉ hái như này thôi. Móc câu là xuống, móc câu là lấy từ dưới ba lá lên trên luôn. Còn chè tôm thì thường thường người ta chỉ là một tôm một lá thôi. Còn nghe nói là cái chè mà lấy ở trên đây là chè đinh. Chè đinh. Đấy. Rồi cái chè đang cầm này là chè gì? Chè tôm. Nên chè chỉ hái như này thôi. Dạ. Đấy. Thì cũng một loại chè thôi, nhưng mà mình phân biệt cái lá già với cái lá non đúng không? Dạ. Cái chè tôm ấy, cái chè đinh này thì mình chăm sóc là nó vất vả hơn. Đấy. Dạ. Cả một cái vườn rất là to thì mình chỉ hái được ít thôi, vài cân thôi. Yeah. Còn móc câu thì có thể mình hái được nhiều hơn, chăm sóc thì nó khác. Đấy. Rồi cái mình đem vô mình chế biến bên nhà máy mới thì nãy đó. Dạ. Nói chung là cái này phải người hiểu, người sơ qua như này thì trực tiếp như này thì biết. Ở trong miền Tây đi ra cho nên cũng muốn biết về cái chè Tăng Cường của mình đây. Ta bảo tại sao cùng một cây chè mà mình lại phân biệt ra nhiều như thế mình không hiểu á. Yeah. Chỉ như này thì mình dễ hiểu hơn. Đúng rồi. Rồi vậy là để em nói lại coi đúng không nha. Rồi. Cái hai cái này là kêu bằng cái nõn. Đinh đây. À cái đinh hả? Cái đinh. Cái đinh. Cái nõn ở đây. Cái nõn là xuống dưới đây. Nõn là từ đây lên. À, còn xuống dưới đây là móc câu. Vâng, móc câu. Rồi xuống thêm lá nữa là không, gì? Không dùng nữa. Không dùng nữa hả? Vâng. Nếu dùng có được không hay là không dùng luôn? Mình không dùng. À mình vậy. Chỉ dùng đến từ đây hết lên là nó mới ngon phải không? Vâng. Cái kia là nó già rồi, mình không hái được nữa. Mà cái già này nếu mà mình ngắt ngang gì thì nó lại lên cái non tiếp hả? Ví dụ là vàng thì sau này nó lại lẩy từ đây lên. Mình hái đi đâu thì nó lại lẩy từ đây lên. Vậy là càng ngày cây nó càng lớn ra. Xong rồi, cây phát triển cao lên thì đấy nó ra kiểu như nhánh như này này. Mình hái đây thì tự nhánh ra, đây, như này. Dạ. Yeah. Rồi cảm ơn anh rất nhiều nha. Cảm ơn chị Hùng nhé. Rồi. Nó đưa vào bên chè là cho thưởng thức. Dạ. À, cái này có nắng hồi nãy thứ bên kia bỏ vào đây được phải không? Chém chè quý vị ơi. Bữa nay lại uống chè ngay chảo à. Đây uống cũng cái này. À. Đây. Đây. Qua đây uống chung đi. Kiểu này hay chứ. Mình người Thái Nguyên mà không biết cái bài này. Hoa nào mà bằng được. À. Cắm cái chè này nó sẽ không héo đi đâu ạ, nó vẫn mọc lên, vâng nó được lâu lắm. À, xong nó còn lên mầm bao giờ mà nó lên hết cái mầm à, cái gì? Đắp mình vẫn tận dụng được. Cái sau xin ít ra búp chè về Cần Thơ. Búp này mình lại vẫn thái được. Không, phải cho vào đá, á không được đá mà. Cắm cắm không lên đãi đâu. Cho vào túi bóng sách về mình vẫn hái được. Cái xốp ấy. Yeah. Anh ơi thay cho em cái này nó hơi cắm đúng rồi cái xốp mà thứ ở trong miền Tây mình ta cắm hoa đó đúng rồi đấy. Lấy cái cành chè cho vào túi bóng và mang về Cần Thơ cắm vào xốp chặt tưới nước em thấy nhiệt độ cũng giống như trong Cần Thơ thì chắc là được đó. Sao là khi thoải mái hơi nắng tí phòng em không cần phơi nắng đâu ạ, cái này phơi nắng thì nó lại bị héo. Phơi nắng là nó gục luôn đấy, bởi vì nó có quang, nó có cái bộ rễ nuôi đâu. Chú bản kiếm cho một gói cho đóng vào túi bóng lên máy bay mang về 2 tiếng đã về nhà rồi, không cắm như này sớm. Lên máy bay ai cho đếm này? Cho. Nhưng để một cái túi bóng cầm tay như cầm giỏ đồ thôi. Mình xách tay cầm thoải mái mà. Lấy tay cho cầm chè. Kêu bằng chè hả? Ở đây thì kêu bằng chè. Chè xanh ấy. Người Thái Nguyên gọi là chè chứ không nói chè. Người Nam là nói chè, uống chè.
chứ mà người Thái Nguyên toàn nói là uống chè thôi. Người Thái Nguyên là uống chè. Đúng rồi. Chè. Ở Chăm Chấm nói chè là người ta nghĩ ngay tới chè đậu đỏ bánh lọt. Đúng rồi, chè, chè đậu chè trắng. Ngọt đúng không? Chè gót chăm chè qua đó. Không, cái này là em tráng chén thôi. À vậy hả? Đây là con dâu bà chủ. Bà chủ tương lai của cái hợp tác xã này. Thế không? Ờ thiệt em. Được rồi. Con dâu mà. Cô chủ nhỏ. Con dâu mẹ em thì chắc là đang đi đâu ấy. À, đây cái chén đầu này thì mình sẽ không uống bởi vì là chén đấy nó đầu vòi nó sẽ nhạt. À, mình uống từ chén thứ hai được. Cái này cũng bí quyết nha. Nha chị, uống một hớp này nha, đang hoàn toàn chưa như chưa bao giờ được uống chè. À. Và cái vị hôm nay chắc không bao giờ có được. Hôm nay là chè đặc biệt nha. Sau này uống không biết. Khắp nơi không bao giờ có được, nhớ cái vị mà tí đấy uống mà thơm đầu ngọt hậu. Đầu tiên là nó hơi ngọt ngọt. Chè Thái Nguyên bán là Ninh Kiều có 7 em ơi. Giang có uống đi Giang. Uống đi chị, thưởng đi. Xin mời đi uống đi. Đầu tiên là đổi chè này mình gửi để thường trà cho nên mình chỉ rót thế này thôi chị ạ. Uống nhâm nhi nó mới ngon. À, còn nếu mà uống mình gửi trước thì mình tháo uống hả? Đấy. Thấy không? Chè để nhâm nhi đấy chị. Alo ạ. Uống xong mình sẽ thấy cái vị ngọt nó rất là lâu. Cảm ơn. Là mới uống vậy thì nó có cái nó gì hơi đắng, hơi đắng. Bọn chị không có khi trong đấy thì khả năng là mình sẽ uống trà đá nhiều. À. Ở đây thì bọn em hay uống trà đặc và trà nóng, như ở đây thì bình thường là uống rất là đặc đấy. Nửa ngụm đấy. Chị uống chị cứ hẳn cho uống hẳn ngụm nửa ngụm vào xem. Cái này mới đầu thì nó hơi đắng, nó cảm giác là đặc ấy, hơi chát, nhưng mà sau chị đã thấy miệng nó ngọt rất là lâu. Đúng rồi, đúng rồi. Chị đi sau đó chị cứ nó ngọt trong miệng lâu lắm. Nó đắng nhiều hơn thì nó lại ngọt hơn. Nó nhiều vị. Đắng, đắng chát ngọt bùi nó có hết ở trong cái hớp chè đấy. Đắng chát ngọt bùi. Chị uống thì chị chip mà xem. Cảm tưởng sạch cái răng mà đắng chát ngọt bùi. Ly chè này kỷ niệm của bà chủ tương lai đó hả? Bà chủ tương lai đó. Chè kẹo lạc, đây là kẹo lạc trà xanh, nhà em cũng làm bột trà xanh. À vậy ăn thử đi, ăn thử cái trà. Chị ăn thử đi, xin phép ăn một cơm nha. Em ăn đi. Nếu nhà em nhanh lắm, dạ. Ăn hai cái thôi. Ờ vậy hả? Mời anh. Qua đây nè, qua ngồi chứ. À đây, để em đây. À, chào cô chú. À, chào bác. Đây bà chủ đấy. Dạ. Mời chị ngồi. Dạ, chào bà chủ. Mời chị ngồi. Đây là chị Tám Phúc. Là chủ kênh Phúc Trai này. Chuyên kể chuyện là Tiếu Lâm ở trên YouTube ấy. Có gần 200.000 người theo dõi đấy. Hôm nay đến thăm cơ sở sản xuất của chị. Người này là có nhiều người xem. Đi thăm cơ sở sản xuất. Thế là bảo là chị là Tân Cương là như thế nào? Chè Tân Cương là hôm nay nó đến đẹp. Chúng là cháu cô sống sắc bên kia. Thì nơi thưởng trà với hợp tác xã. Cũng như là cách đây độ khoảng 10 mét thì cơ sở dư chỗ đấy là 1.000 mét xanh theo. Bên này đây, đây, đấy, qua đây đang nghe chị giới thiệu cho em, cho nó đàn quay cho nghe được. Cảm ơn bà chủ. Đây là à, chị tên chị gì vậy? Chị là Hảo. Anh là Đạt, thế là lấy luôn cái tên hợp tác xã chè Hảo Đạt luôn. À, chị tên là Hảo rồi ông xã chị tên là Đạt, cho nên lấy hợp tác xã Hảo Đạt, hợp tác xã chè Hảo Đạt luôn, là hai vợ chồng của anh chị. Đây thì chị giới thiệu cho quý vị cũng như Tấm Cúc được biết về cái chè Thái Nguyên nghe quý vị. Nghĩa là những cái lương trà như thế này là mai bắt đầu là thu hái đấy. À dạ, ngày đó. Mai thu hả chị? Những cái búp trà mà buổi sáng ra mà nhất là muốn uống cái tinh túy nhất là khi người ta hái buổi thọc từ 5:30 đến 6
rưỡi 7 giờ là có những cái này này có cái giá trị rất cao luôn. Dạ. Thế còn bình thường ra là người ta cứ họ hỏi tại sao nó có giá trị trong cái búp chè mà nhiều giá như thế. Dạ. Nhưng mà người đến đây thì mới biết được, ví dụ như là từ 5 rưỡi sáng mà đến 7 rưỡi thì dạ, các cô gái là hầu như là sao bằng tay. Dạ. Ở bên nhà tôi là lúc lấy là người ta nghỉ đấy, là sao bằng cảm nhận bằng tay. Thế sau đó thì buổi từ 8 giờ mà đến 10 giờ trưa thì người ta hái theo cái ánh nắng mặt trời này thì cái giá trị nó lại thấp lên. Dạ. Yeah. Là thế mình còn sản xuất ra sản phẩm cũng rẻ hơn là cái buổi sáng hái. Đúng rồi. Buổi sáng là chỉ dùng cho những người mà người ta thật sự là dành chè. Dạ. Yeah. Người ta mới cảm nhận được đây là chè đinh. Thế còn ví dụ tôm nõn là người ta hái như thế này. Thế yeah, còn đa số ở đây là đúng ra là một tôm hai lá là hái đều như thế này. Ta gọi là cái như cái chè bé thì ở trong đó là em vừa được uống ở trong đó là cái loại hai lá hay là ba lá chị? Đây là một tôm này. Dạ. Hai cái lá đấy là chè mốc câu. À, dạ. Thế còn ví dụ như cái trà này mà uống là cảm nhận là gọi là chè tôm lẫn cao cấp. Dạ. Đây. Ví dụ như là tôm lẫn cao cấp là một đây, cái lá non như lá kế. Đây đúng rồi, đây nó như thế này là tôm lẫn, như thế này là tôm lẫn, như riêng có buổi sáng mà hái như thế này không nó là chè đinh đấy. À dạ. Đến mai là người ta hái rất đông. Sáng là người ta hái rồi hả chị? À, sáng ra là hái từ 5 giờ tới đến 7 rưỡi là có một cái giá trị cao nhất. Dạ. Yeah. À, tối là ở đây được cái là... Đây là cây cầu rất là đẹp. Mình có thể lên cầu được không ta? Được ha. Để Cúc đi lên cầu là... có dịp đi lên cầu này. Trời ơi đẹp quá. Quá đẹp luôn. Trên đây người ta trồng chè vòng vòng ở dưới, mình ở trong miền Nam là không có thấy được cái cảnh này đâu. Trong miền Tây của Tam Cúc là không có cảnh mà chè như thế này đâu quý vị ơi. Và có một cái cây cầu trên đây rất là đẹp luôn, nhìn mê quá. Mê quá bà con cô bác ơi. Ai thích uống chè Tăng Cương có cần gửi Tam Cúc mua về giùm không? Cúc đang ở thành phố Thái Nguyên và nơi sản xuất chè Tăng Cương thì quý vị biết là nó rất là nổi tiếng rồi đó. Bây giờ Cúc đi vòng qua cây cầu này cho quý vị xem nha. Trời ơi, nguyên một cái khu vườn chè. Cúc đi giờ này tối quá, không biết quay quý vị có thấy rõ không à. Cố gắng thấy giùm em nha, chủ yếu là thấy cái cảnh là quá đẹp đi. Nhìn, ôi em đi lên cây cầu này không đi mạnh nữa. Em đứng ở trên đây trên cao nè, em review xuống cho quý vị thấy, trời ơi quá đẹp luôn. Không biết phải nói như thế nào nữa, đẹp quá. Tự nhiên ra cái vùng đất Thái Nguyên này mình thấy cảm thấy nó thoải mái, đầu óc nó thư giãn đó quý vị. Nhìn những cái vườn chè nè, những cái cảnh ở ngoài Thái Nguyên này đẹp, đẹp thiệt là đẹp luôn á. Hay là tại vì Cúc lần đầu tiên Cúc đi ra ngoài miền Bắc, Cúc hồi đó tới giờ chưa có đi. Mới lần đầu tiên đi ra nhưng mà rất là thấy thích. Thì đấy Cúc đi xuống cầu này nha. Đi từ từ Cúc đi xuống cầu rồi cái... qua bên cái vùng bên kia cũng là chè không quý vị ơi, quá chừng luôn. Đi xuống đây mình leo xuống hay gì ta? À có đường đi xuống, có đường đi xuống. Đây. Đây quý vị ơi, rất là đẹp luôn. Trời ơi chè. Lá chè này có hái được không ta? Được, yeah. Đây. Là quá thơm luôn. Nếu mà có thể mình được đi hái trà một chuyến cho mình biết cái cảm giác hái trà của người miền Bắc như thế nào, người Thái Nguyên như thế nào. Đặc biệt là Thái Nguyên là cái nơi mà chuyên sản xuất trà đó quý vị. Trà đó, ở trong miền Tây thì kêu bằng trà, ở ngoài đây thì kêu bằng trà. Là coi như là người ta nói là uống là trà Thái Nguyên là đệ nhất danh trà. Cho nên là Cúc thấy là chính xác rồi đó, quá trời. Cái vườn trà trùng trùng điệp điệp lần đầu tiên Tam Cúc cũng mới thấy luôn đó. Trời ơi mê quá, mê con mắt quá. Thì em muốn quay để cho quý vị thấy được cái cảnh là trực tiếp là Tam Cúc ở cái vườn trà Tăng Cương của tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên. Em đi Thái Nguyên em đi mấy chỗ lần quý vị ơi. Em còn kế hoạch em đi thêm mấy chỗ nữa, em sẽ review hết tất cả. Coi như là một cái kỷ niệm mà Cúc đi ra Bắc thì Cúc đi tới đâu Cúc quay những cái gì đẹp đẹp lạ lạ đó về để làm lên một cái kỷ niệm ở trên kênh của Cúc Channel. Thì mong quý vị đón nhận và cổ vũ những cái clip em đi ra ngoài em du ngoạn như thế này nha, cho vui ha. Xong em về em vẫn tiếp tục kể chuyện Tiểu Lâm cho quý vị nghe nữa. Và khi ở bên Thái Nguyên này xong rồi thì em đi ra ngoài qua bên Hà Nội
ra Hà Nội là hứa hẹn em cũng quay vài clip nữa chứ không có chỗ nào đẹp đẹp là em không có thể bỏ qua được. Lâu lâu hai lúa đi ra ngoài Bắc gặt lúa, mọi người hết lúa rồi. Vui quá. Bây giờ đó quý vị nhìn sơ qua một lần nữa đi, quá trời cái cảnh đẹp luôn. Hiện bé Ngọc Diệp thì nó đi ở trên cầu kìa. Còn thợ đang cầm máy thì bạn của bé Ngọc Diệp nha quý vị. Gia đình đi ra miền Bắc tham quan cái vườn chè. Này tới vườn chè ghé lại quá trời. Cái cây này cây chè hay cái gì có bông vậy ta vậy con? Dạ. Ủa cái bông gì? Hỏi không lẽ bông chè sao mà đẹp quá vậy? Bông gì á? Bông cơi không phải chè. Bông mà bông gì á? Không phải bông chè hả? Quý vị ơi, có ai biết cái cây bông này mà tối quá chắc không nhìn thấy được đâu. Không nói giờ được. Cái cây chè nè, người ta trồng cây chè bắt đầu nhỏ nè, dân con quấy đây nha. Cái cây chè này người ta trồng từ cây nè, giống như ở trong miền Tây mình mà người ta tỉa mấy cây tràm đó quý vị. Từ cây là khi mà nó lên cái nó một chùm vậy là người ta hái. Cái này mà mình có đem về miền Tây mình trồng được không ta? Nhìn thấy mê quá trời luôn. Mà giỏi quá hả con? Giỏi chiếu chứ. Mà quý vị biết không, ra ngoài miền Bắc này nè, em cứ nghĩ là mình đi ra đây chắc là thời tiết nó khác hơn ở cái miền Tây á, cho nên là sẽ lạnh hay là có cái gì đó làm cho mình cảm thấy là nói chung là em cứ nghĩ là ở ngoài miền Bắc này nó đang rất là lạnh, cho nên mặc cái áo tao nói dày hết biết, rồi quấn thêm cái khăn nữa. Mà đi ra tới đây tao nói ngày mồ hôi đổ ảo, nhiệt độ cao hơn trong thành phố Cần Thơ, nhiệt độ gần 30 độ ngày hôm qua đó. Còn hôm nay thì y gan như thành phố Cần Thơ, hôm nay chắc cũng cỡ 25-26 độ, rất là dễ chịu, mát mẻ và dễ chịu. Thì ở người miền Tây là 25-26 độ là coi như là dễ chịu rồi quý vị. Cho nên em thấy nó bình thường giống như miền Tây á, đã lắm. Thích gì đâu á. Bây giờ mình tiếp tục mình vòng qua cây cầu rồi mình đi ra ngoài chỗ đó nữa đẹp và đi kiếm chỗ khác là review nữa cho quý vị coi. Lâu lâu Tấm Cúc đi ra ngoài Bắc nên em cố gắng em sẽ quay hết những cái cảnh đẹp đẹp ngoài Bắc để cho bà con cô bác nào ở trong miền Nam mà chưa có ra Bắc tham quan du lịch được đó thì xem qua cái kênh của Cúc Channel của Tấm Cúc em nha, để biết được ở ngoài đây có cảnh gì về nơi nào vậy đó. Khi nào có dịp cái mình ra Bắc mình chạy thẳng lên cái chỗ bà Tám mới phải review rồi đó. Đó thấy không, có gì thì cứ là rủ em đi giùm cho, mọi chi phí em giao hết mọi người. Thông minh chưa? Bây giờ mình lên cầu mình đi trải qua cái nữa cho bà con coi cái nữa đi rồi em hả chào xuống rồi cái mình đi dịch. Rồi bây giờ Tấm Cúc mời quý vị, Tấm Cúc thấy bên kia có cái chỗ người ta chế biến chè đó, là người ta sản xuất ra đó tại chỗ luôn nè, cho nên Cúc qua Cúc quay cho quý vị xem một tí xíu nha, em cũng muốn xem như thế nào. Bây giờ em mời quý vị đi thêm qua đây nha. Rồi bây giờ quý vị ơi, em mời quý vị đi qua đây tham quan cái chỗ người ta chế biến chè nha, xay chè đó. Thì vô đây xem, đây tự hào là coi như là cái này 5 sao luôn quý vị ơi. Vô đây mình coi. Vô đây thì vọng em sẽ quay cho quý vị coi cái chỗ mà nơi người ta sản xuất chè. Đây quý vị, thì cái này chè người ta làm ra, em thấy lá kìa với mấy cái này nè, thì quay cho quý vị coi cho em không biết nữa. Cái này chắc người ta sấy khô á, dân con quay gần cái sấy khô chè kiểu sao nha. Mình ở miền Tây mình không biết thì mình qua đây mình quay về cho mình coi. Ở trong đây công nhân người ta làm, người ta đứng xa á, mình không có hỏi người ta được, nên mình tự quay, mình tự giới thiệu, mình tự review luôn. Rồi, con đi dài quanh đây cô coi. Đây quý vị, cái này là nó tự sấy nè, em như cái lá bỏ lên rồi người ta xe tròn tròn là quý vị ơi. Nhìn kỹ người ta xe tròn tròn lại nè. Em không thấy ai ở gần để em hỏi như thế nào cái hình thức chè nè. À ở trong kia có một cái khuôn nữa kìa. À ở trong kia là sấy kìa. Ở đây là ra đây thì sẽ xay, bên kia cái lá rồi tới sấy, rồi tới xay. Đây hôm nay mới trực tiếp là thấy được là quý vị ơi, hôm nay Tấm Cúc cũng mới trực tiếp thấy được cái cảnh này nè. Chứ giờ em tưởng là chè người ta đem vô cái người ta phơi khô, người ta lấy tay người ta chà, hoặc là người ta làm gì em nghĩ chắc người ta chà đó, người ta chờ lại đó. Nhưng mà bây giờ có cái này nè, quá lợi hại không? Hôm nay Tấm Cúc quá lợi hại, đi review cho quý vị coi là cái cảnh là chè ở ngoài Tân Cương của Thái Nguyên luôn, thành phố Thái Nguyên nha, là làm chè như thế này nha. Phải nói là tuyệt vời.
Thật ra thì ví dụ như là nhiều người họ, những du khách đến mà chưa biết cây trà như thế nào. Dạ. Như khi đã đến đây thì họ được tận hưởng từng ấm trà. Em nè, em là chưa biết cây trà như thế nào thật sự nè. Em miền Nam á. Ví dụ như là cái búp này là chỉ cắt để cắn, cắm. Dạ. Ví dụ như là cắt cắm ở đây thì ngồi vào đây thì ai cũng có thể nhìn thấy những búp trà non, dạ, xanh. Thế sau đó thì mình sẽ họ hỏi là cái cách hái trà thì là mình ngồi hoặc là bên nhân viên họ cũng có thể là giới thiệu giúp. Dạ. Cái này mình cắm vô cái shop này là nó sống được bao lâu chị hả? Nó sống thì rất là bền, nhưng mà khoảng độ 10 ngày thì nó sẽ già đi. À, nó dạ, cũng lại già cái búp trà này. Dạ. Nhưng mà mình hái ngang thì nó vẫn lên cái khác được hả chị? À đúng rồi. Ví dụ như là ở ngoài vườn, ngoài bãi thì là cứ hái đi là nó cắt vậy những cái lanh ở trong những cái lá trà. Như là cái trà này bây giờ với cái cục xốp này như vậy mà em đem về ở ngoài, ở trong miền Nam á, là nó có sống được không? Sống thì nó không sống, nhưng mà mình cũng chỉ cắm được mấy hôm thôi, nó già đi, nó không thể mọc được như là ở ngoài vườn mình có thể mình chăm sóc, mình bón thì nó mới lên. Tại em ra đây lúc nãy em thấy thời tiết ở đây cũng giống như trong miền Nam lắm, cho nên em nghĩ là ở đây cái cây chè nó sống rồi, chắc ở trong miền Nam sống. Mấy này ví dụ như là bọn em có thích thì chị sẽ cho mấy cái cây trà bầu, nó cũng nhỏ nhỏ như này, nhưng mà trồng cái thì nó sống luôn. À vậy hả? À. Vậy cho em làm kỷ niệm đi, em về em giới thiệu với chị. Thì, sống luôn. bà chủ chị Hảo nha quý vị. Chị Hảo thì ông xã là tên Đạt, là danh trà Hảo Đạt nha quý vị ơi. Năm sau hả chị hả? Đây. Năm sau. Này tấm cũng gặp được bà chủ lớn nha quý vị. Ngoài Thái Nguyên luôn đó nha. Trời ơi. Dạ, chị nói chị tặng cho tấm cúp cái cây chè nhỏ nhỏ là về ươm, đem vô miền Tây, đem vô Ninh Kiều, Cần Thơ nha quý vị. Khi nào mà uống ấm trà là nhớ luôn nè. Nhớ chị luôn. Đây có lên cái chỗ nhà sàn này chị xem. Dạ, dạ. Cho lên xem. Lên nhà sàn nha chị Hảo mà lên nhà sàn cho quý vị tham quan luôn nha quý vị ơi. Chị chủ vừa đẹp vừa nhiệt tình. Thường thường là các du khách đến đây họ dạ, cũng là những người mà rất thích uống trà. Dạ. Em đi trên không lên. Lên đây dặn dịp, lên đây. Ồ trên đây. Đây giờ đây thưởng thức trà về đứa hay giờ đây ngồi nè, quá đẹp luôn. Một cái không gian nhà đẹp cực kỳ luôn. Cây gỗ. Ngồi uống trà là thưởng sách luôn này. Cái này chỉ có là ở ngoài Thái Nguyên thôi, chứ miền Tây mình là không có mấy cái này đâu, cho nên nhìn là phải ghiền đó. Nhìn là phải muốn đi du lịch Thái Nguyên liền đó nghe quý vị. Cái gì vậy Dịp? Lại đứng đàng hoàng, cái gì chảy vô chảy ra vậy? Lại có. Rồi để cho chị Hảo xong rồi lại ngồi nói chuyện chơi tí xíu. Đây, ra đây nhìn ra đây. Ôi. Ra đây coi, quá trời tuyệt vời, ra đây đứng đây chụp, quá trời đẹp luôn. Trời ơi. Xuất sắc luôn, đẹp quá luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Đẹp quá chị Hảo ơi, em về cho em nhớ bà dữ lắm quá chị Hảo. Đây là các bác cả bên chỗ đại biểu quốc hội. Dạ. Thế là trưa nay là họ chị phải thu này vào giải toàn bộ ra, mời các bác nghỉ ở đây. À dạ. Dạ. Rất là mát luôn. Mà buổi tối thì đi lên đây có thể ngắm trà. Ngắm trà xuống đây. Đúng rồi. Quá đẹp và quá mát luôn nữa. Mát lắm. Dạ. Đây thích lắm, nếu mà thích lắm luôn. Ở trên này tới đây là bên hợp tác xã là cũng làm một cái khu đầm sen vừa mới trồng nha. À dạ. Ở gần đây. Nếu mà dịp độ 2 tháng nữa thì ra thì nó mênh mông luôn. À dạ, mà cũng của công ty chị luôn hả? À đúng, của hợp tác xã luôn. Hợp tác xã chị. Bởi vì là mình trồng sen để ướp trà, dạ, mà cũng để ngắm cảnh sen rất chi là đẹp. Dạ, rồi quá tuyệt vời luôn.
cả 2 tháng nữa là ra đây có vườn sen rồi nghe mấy đứa. Làm ngay đây thôi. Ngay đây luôn, có vườn sen là coi như là khu du lịch luôn. Rồi. Em thích quá vậy em quảng cáo cho. Ngồi uống trà. Dạ. Đây có khi là mình thường thường mình hay phục vụ cho họ nghỉ luôn ở đây đúng không? Dạ. Bởi vì quý vị thường mình ghé mình tham quan trà rồi đó thì chỗ chị Thảo này có nhân viên đều cũng hướng dẫn cho mình ha chị, nhân viên đều cũng chỉ cho mình hướng dẫn cách trà hay là loại nào đó thì có đầy đủ hết. Nhưng mà hôm nay Tấm Cúc đặc biệt may mắn hơn là được chính chị chủ, chị Thảo là chủ của cái hợp tác xã Thảo Đạt là chị giới thiệu nên là rất là vui. Rồi mình đi xuống. Cái cây cầu thang đi im chừng quá chứ. Ở trong Nam thì không hay dùng nhà sàn vậy.